Đáng chú ý trong tuần qua, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Xuân về trên nhà giàn DK1, những điều đặc biệt phía sau hậu trường. Xu hướng đi lễ đầu năm, hành xử sao cho đúng. Xin chào quý khán giả của VTV4 Digital. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc tất cả quý vị một năm Quý Mão an khang, thịnh vượng bên những người thân yêu. Bước sang một năm mới, hẳn là thời điểm mà tất cả mọi người đều mong chờ những cơ hội và thay đổi sắp tới. Đó cũng là lý do vì sao dịp này lượng người đi lễ tăng cao, bởi ai cũng mong cầu cho bản thân và gia đình những điều may mắn nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ hiểu điều gì là quan trọng nhất khi thực hiện các nghi lễ. Vậy nên, ở phần cuối của chương trình, ban biên tập tuần qua có gì sẽ gửi tới quý khán giả một số hình ảnh về hiện tượng xô bồ ở nơi tâm linh, cũng như quan điểm về cách hành xử như thế nào là đúng khi đi lễ. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật nhất trong một tuần vừa qua. Và đừng quên chia sẻ những ý kiến, quan điểm của quý vị ở dưới phần bình luận của video này. Được chú ý trong tuần qua là những nhận định của các tổ chức, báo chí quốc tế về khả năng phát triển của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Theo tạp chí Forbes, Việt Nam có thể được gọi là câu chuyện đầu tư và kinh tế vĩ mô thú vị nhất trong năm 2023. Các chuyên gia đánh giá, đến năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á và xếp thứ 20 trên toàn thế giới. Có thể nói rằng năm 2023 là năm mà chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược cả trong và ngoài nước. Đầu tiên đó là tăng trưởng chậm lại ở các đối tác chính của Việt Nam. Ở trong nước, tiêu dùng và đầu tư khó có thể bù đắp cho suy giảm nhu cầu. Với các tác động đó, Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng khoảng 5,8% vào năm 2023. Đây vẫn là mức đáng kể so với các nước trên thế giới. Trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam hiện có cụm kinh tế khoa học dịch vụ, gọi tắt là DK1 với 15 nhà giàn. Việc thành lập và đưa vào hoạt động cụm kinh tế khoa học dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam thể hiện ý chí quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, phát triển kinh tế biển gắn chặt với yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi với chủ đề Xuân Về Trên Nhà Giàn DK1 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả trong thời gian qua với gần 300.000 lượt xem trên kênh YouTube VTV4. Dù lần đầu tiên đi biển, lần đầu xa nhà, nhưng thay vì những băn khoăn, lo lắng, lại là những lời động viên của chiến sĩ mới với gia đình. Em con đi nghĩa vụ thì kỷ niệm nhiệm vụ ở ngoài nhà giàn thì cũng một năm rồi trở về với nhà thôi. Ba mẹ ở nhà cũng giữ sức khỏe, đừng có lo lắng gì. Con đi một năm về về. Con cố lên nha, giữ gìn sức khỏe nha. Con cứ yên tâm nha. Mẹ ở nhà rồi cũng khỏe, ba cũng khỏe, đừng lo. Rất nhiều khán giả đã để lại lời cảm ơn cũng như gửi những lời chúc năm mới tới các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn. Trong đó, khán giả Quyền Phạm Huy viết: "Thân chào các đồng chí, hơn 20 năm trước mình cũng đã là thủy thủ tàu đi tiếp tế, phục vụ bảo vệ các nhà giàn DK1. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo quê hương." Để tìm hiểu về quá trình thực hiện chương trình Núi Sông Bờ Cõi với chủ đề Xuân Về Trên Nhà Giàn DK1, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Đinh Minh Hoàng. Anh là tổ chức sản xuất kiêm biên tập của chương trình. Chào anh Minh Hoàng, xin chúc mừng anh đã hoàn thành một chương trình rất thành công và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Việc ghi hình tại nhà giàn DK1 chắc chắn là sẽ rất vất vả hơn những chương trình ghi hình tại đất liền đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm hay là khó khăn gặp phải khi thực hiện chương trình này không ạ? Đi biển, nhất là đi biển dài ngày thì đã là vất vả rồi, nhưng mà dịp cuối năm thì như các bạn biết ấy, ở khu vực thềm lục địa phía Nam trên biển Đông như này, sóng gió, nhất là những ngày gặp gió mùa đông bắc ấy, đợt này chúng tôi đi thì cũng gặp sóng gió rất là lớn, nên là cái việc thể lực cũng khá là vất vả. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ đến khoảng 6 nhà giàn, nhưng cuối cùng là sóng lớn không lên được, mà chỉ lên được duy nhất một nhà giàn thôi. Nguồn lương thực thực phẩm của nhà giàn thì phần lớn là phải đảm bảo từ đất liền qua các cái tàu tiếp tế, từ lương thực thực phẩm thì phần lớn như thế. Tuy nhiên thì cán bộ và chiến sĩ nhà giàn cũng là hết sức là khắc phục khó khăn, thì các anh đã tận dụng có thể nói là từng cm vuông
những cái khoảng không rất là chật hẹp trên Trà Giàn để các anh tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, thậm chí là có thể nuôi được những con lợn lớn hơn cả một tạ ở trên Nhà Giàn. Thì cái điều đấy là chúng tôi thấy là các anh ấy đã phải vượt qua rất nhiều cái khó khăn. Vậy điều gì đã khiến anh xúc động nhất khi đến Nhà Giàn DK1 để tác nghiệp? Kỷ niệm tôi nhớ nhất đó là cái việc mà chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây của cán bộ chiến sĩ của tàu Hải quân và Nhà Giàn. Trên biển rất là gần nhau thôi, cách khoảng độ chỉ vài trăm mét thôi, nhìn thấy nhau mà không thể lên để gặp được. Nếu các bạn được chứng kiến thì sẽ rất là xúc động với giây phút đấy, cũng chỉ có thể trao đổi với nhau qua làn sóng radio. Trước hết thì mong các ông chị hết sức thông cảm, do điều kiện sóng gió phức tạp, đoàn không thể trực tiếp lên thăm các đồng chí được. Mặc dù chương trình kế hoạch đã sẵn sàng, vẫn biết rằng các đồng chí rất mong muốn và đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đoàn một cách chu đáo, trọng thị và nghĩa tình. Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và đoàn công tác, tôi xin thân ái gửi tới đoàn thể cán bộ chiến sĩ Nhà Giàn DK115 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thực sự là nó rất gần mà lại rất là xa xôi, nhất là trong cái tâm thế cuối năm đi hàng trăm hải lý, nhiều ngày trời mới ra nơi mà lại không gặp, không lên được Nhà Giàn để động viên cán bộ chiến sĩ, thì làm cho chúng tôi lúc đấy là cũng rất là bùi ngùi, xúc động. Và đặc biệt là những cái lời ca tiếng hát các cán bộ chiến sĩ Nhà Giàn gửi qua làn sóng radio đấy, giữa cái tiếng sóng biển ầm ào ấy, sự là một cảm giác rất là khác. Một số khán giả đã để lại thắc mắc là vì sao các chiến sĩ không dùng tời hay là dòng dọc mà lại dùng tay để kéo hàng. Anh có thể giải đáp thắc mắc này của khán giả được không ạ? Cái lúc mà thả hàng trên biển do sóng lớn quá đấy, thì các chiến sĩ phải đồng nhau dùng tay để kéo để có thể điều chỉnh cái nhịp độ lên xuống của cái hàng đấy. Vì còn phụ thuộc một cái dây hàng rất là dài, có phần vẫn buộc ở tàu, rồi có phần trôi nổi trên biển, có phần trên không trên Nhà Giàn. Nên là nếu mà dùng motor ấy thì motor qua tời ấy thì nó sẽ rất là khó điều chỉnh cái nhịp độ kéo để theo đưa theo sóng ấy, thì tôi nghĩ là các anh lúc đấy các anh sẽ dùng tay. Các chương trình núi sông bờ cõi thì luôn thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả với nhiều video đạt đến hàng trăm nghìn và thậm chí là hàng triệu lượt xem trên các kênh mạng xã hội của VTV4. Vậy anh có thể chia sẻ một chút là khán giả sẽ được khám phá những nội dung nào trong năm nay không ạ? Cung cấp trang bị kiến thức về chủ quyền, về quyền chủ quyền rồi biên giới hải đảo, thì chúng tôi cũng tập trung một cái mảng tôi cho là khá là thú vị, đó là cái cuộc sống của quân nhân ở trong quân đội, rồi thì những cái thành tựu về công nghiệp quốc phòng, rồi thì giới thiệu về những cái hoạt động đặc thù của các lực lượng trong quân đội. Tôi nghĩ là những cái đó thì các cái khán giả quan tâm và yêu mến quân đội nhân dân Việt Nam thì có thể hy vọng các khán giả sẽ thích thú với nội dung này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Minh Hoàng đã tham gia chương trình Tuần Qua Có Gì. Chúc anh cùng ekip có thể sản xuất thêm nhiều chương trình Núi Sông Bờ Cõi hấp dẫn hơn nữa trong tương lai. Trong những ngày Tết thì sầu riêng Việt Nam là một trong những loại trái cây nhập khẩu được tìm kiếm và bán chạy nhất ở Trung Quốc. Thông tin này đã thu hút tới gần 1 triệu người quan tâm trên mạng xã hội Facebook của VTV4 trong tuần qua. Cụ thể, tại Trung Quốc thì sầu riêng đang là món hot trend của giới trẻ. Thịt nướng sầu riêng, pizza sầu riêng và cả lẩu gà nước dừa cũng nấu với sầu riêng. Tuy đắt đỏ nhưng các siêu thị ở đây luôn cháy hàng vì món này cung không đủ so với cầu. Và các chuyên gia cũng dự báo ngay trong năm nay, sầu riêng sẽ là loại trái cây xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Giờ tôi mới biết là sầu riêng Việt Nam xanh vậy là rất tươi. So với ăn các loại sầu riêng trước đây thì quả sầu riêng Việt Nam ngọt đậm đà, béo và chín mềm. Ôi nhìn rất là ngon. Tôi mong là sầu riêng Việt Nam xuất khẩu nhiều vào Trung Quốc. Và cũng hy vọng là sầu riêng được tự do vận chuyển để giá giảm xuống cho nhiều người cùng được ăn. Trong những năm gần đây, chúng ta nhìn thấy rất nhiều thành công của người Việt Nam ở nước ngoài về các lĩnh vực như khoa học hay giáo dục. Nhưng cùng với đó, chúng ta cũng nhìn ra được những tinh hoa văn hóa Việt Nam được tôn vinh ở nhiều quốc gia trên thế giới, từ trang phục, món ăn đến những nét văn hóa truyền thống gia đình. Điều đặc biệt, những thành tựu văn hóa Việt này lại đến từ những người Việt trẻ, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hoặc thậm chí những người chỉ có một phần rất nhỏ dòng máu Việt trong người.
câu chuyện của họ cũng đã thu hút đông đảo khán giả của chúng tôi trên nền tảng số với gần 300.000 lượt tiếp cận trên nền tảng Facebook. Xong mẹ tôi mới nói là thôi đừng có nấu bún mắm, mấy cái giám khảo sẽ không có hiểu cái mùi mà sẽ thấy cái mùi nó nồng mà không quen, đừng nấu con. Thông thì không có nghe. Sau khi MasterChef 2021, Tommy bắt đầu hiểu là món ăn Việt Nam rất là đặc biệt và Tommy rất là hãnh diện là người Việt Nam. Dưới nội dung này, khán giả Trần Thảo Anh chia sẻ: đúng nha mọi người, ở Việt Nam em bị gắn mác nấu ăn dở. Ấy vậy mà ở Úc, bạn bè xin cơm với ăn ké em hoài. Nhiều lắm khi cơm trắng thịt kho, nó cũng khen tấm tắc luôn. Ẩm thực Việt Nam, mãi đỉnh. Còn tài khoản My Trần thì bình luận: quá tuyệt vời, không nơi đâu tốt bằng nguồn cội, nguồn cảm hứng bất tận. Thưa quý vị, trải qua 3 năm dịch bệnh, người dân không thể đi lễ đầu năm. Nhưng đến năm nay, các đền chùa, miếu mạo đều đã mở cửa trở lại chào đón du khách thập phương. Người dân cũng đã được quay lại với thói quen du xuân vãn cảnh. Điều này đã khiến lượng khách đến các địa danh tâm linh tăng cao một cách đột biến. Ai cũng đi lễ với tâm thế hoan hỷ, mong cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành tựu. Tuy nhiên, trước những cảnh tượng như thế này, quý vị có cảm thấy vui vẻ, thanh bình hay không? Sau đây là những ý kiến, quan điểm xung quanh hiện trạng xô bồ, đông đúc chốn tâm linh, cũng như quan điểm về điều quan trọng nhất khi phát tâm công đức để không làm mất đi cái nét đẹp của hoạt động cầu may đầu năm này. Khói nhiều, hương nhiều, thành ra là kiểu như mù mịt, nước mắt mình nó chảy ra, thành ra là nó không được thanh tịnh cho lắm. Chúng mình đi lễ thì nên có tất cả mọi cái ý thức, từ giữ gìn vệ sinh, mình phải văn minh, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, cũng như là đốt vàng mã nhiều là cũng không lên. Chỉ mong muốn là dân là đừng chen lấn xô đẩy, mình cứ đi vào lễ thanh tâm là mẫu sẽ chứng thôi. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là tốt lễ dễ kêu, rồi là sắm thật nhiều lễ nghi về Phật Thánh mới chứng giám, chứng minh mới phù hộ. Cái đó không phải. Cái thành tâm thì chư Phật, chư Thánh đã chứng giám rồi. Thế nên khi thực hành nghi lễ ở nhà hay ở nơi tâm linh, ở chùa, đình đền, miếu phủ vân vân, thì cái quan trọng nhất của chúng ta đó là hai chữ thành kính. Vừa rồi là thông điệp đến từ Thượng tọa Thích Minh Quang tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Và đó cũng là nội dung cuối của chương trình ngày hôm nay. Ngày mai Chủ nhật, mùng 5 tháng 2 cũng sẽ là ngày rằm đầu tiên của năm Quý Mão. Tôi xin được gửi lời chúc tới tất cả quý khán giả sẽ có những chuyến khởi hành đầu xuân an lành, hoàn thành được các ước nguyện của mình cho năm mới. Hãy nhấn nút like, share lại video này nếu thấy có ích và cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị ở dưới phần bình luận. Đừng quên follow VTV4 trên Facebook và TikTok, cũng như subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. VTV4 Digital Content chúc tất cả khán giả một tuần mới vui vẻ.